Chào các bạn. Hiện tại cái đám tụi mình đang ở trên Sa Pa các bạn ơi. Mình cầm cái dù nên không chào được, các bạn thông cảm nha. Ở đây nó cứ sương mù hay là mưa phùn gì mà nó cứ rớt xuống ghế các bạn. Đây, quá là lạnh luôn các bạn, nhìn thấy sương mù trắng xó đằng sau lưng mình không? Không thấy đường đi luôn các bạn. Gạt khói luôn các bạn, khỏi gạt khói luôn nha. Rất là lạnh luôn. Nhiệt độ hiện tại là nhiêu hơn, bấm thử cái hơn. Đây, hiện tại nhiệt độ Sa Pa đây là 2 độ C các bạn. Wow. Hàng gì lạnh quá trời luôn. Wow. Hở gà hói luôn các bạn ơi. Sương mù thì dày đặc luôn. Hiện tại là chỉ có mình, cô Hương với lại cô An đi thôi các bạn ơi. Mấy thằng kia nó chưa có chứng minh nhân dân rồi làm mắt chứng minh rồi các kiểu luôn. Chỉ có ba hàng tụi mình là lớn á, là có chứng minh nhân dân sẵn nên đi được thôi. Nên là cái đó tụi mình đi trước. Sẽ là một clip gọi là quay review cái Sa Pa này các bạn. Thử coi có gì chơi rồi các kiểu. Lần sau có kinh nghiệm nhiều hơn rồi tụi mình mới làm cắm trại hay là trải nghiệm được cái kiểu nhiều hơn nha bạn. Clip này là chỉ đơn giản là tụi mình review Sa Pa nha bạn. Cái đầu tiên tụi mình nhìn thấy ở đây là chính là rất là lạnh các bạn, sương mù dày đặc luôn. Theo em nghĩ nha, mình đi cắm trại ở đây mà mình cắm trại theo sao mà dính một không sao với một sao là coi chết luôn. Nó lạnh cái gì. Grip grip. Mình sẽ quay sương mù nha. Đây, ở đây là cứ nhìn lên trời, nhìn lên cây là nó trắng xóa như vậy đó bạn ơi. Sương mù rất là nhiều luôn. Rồi, hiện tại là cái đám tụi mình mua vé tàu và vé cáp treo để lên đỉnh Phan Xipang các bạn. Đây là đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Cao nhất ba nước Đông Dương. Đây là tàu điện hả? Giống như đi xe buýt tàu điện rồi vậy các bạn, nắm đây. Giá vé tàu là 100.000 một người, còn giá vé mà đi cáp treo là 750 một người nha bạn. Rồi, tàu khởi hành luôn. Rồi sau khoảng 4 phút đi tàu điện thì tụi mình tới được ra Mường Hoa nha bạn. Bây giờ tiếp tục đi cáp treo. Đi thôi. Ở đây có một cái công viên. Có rất là nhiều hoa lo kèn luôn các bạn. Đây là cái vườn hoa, công viên vườn hoa của ga Mường Hoa. Hơi lẹo lử chút các bạn. Mình thấy ở đây chưa làm xong. Vẫn còn rất là nhiều bông hồng chưa trồng luôn. Đặc biệt ở phía đây có nguyên một cái vườn hoa lo kèn. Sương mù nó khá là dày đặc luôn các bạn, mình không nhìn thấy phía xa có gì, chứ thấy phía trước là có mấy cái cây bông hồng người ta đang trồng, đằng đó người ta đang cưa gì đó. Nói chung là công viên chưa làm xong nha các bạn. Chắc người ta tính làm là Tết, Tết xong là vừa luôn đúng không? Chứ chợ chưa trồng gì hết mà. Đúng rồi. Giờ nó trồng hoa cho Tết. Ừ. Thôi giờ mình đi lên trên núi luôn đi. Mình còn có đam mê với hoa các bạn ơi. Rồi lần đầu tiên tụi mình thấy cây đào. Cây đào ngoài đời thật luôn các bạn ơi, thấy toàn là tên phim ảnh không à. Wow, chưa Tết rồi mà có đào rồi nè. Đây, hoa đào nha bạn. Nó mà thường thường như vậy. Không biết phải không, nhưng mình thấy nó rất là giống mấy cây hoa đào mà mình coi trên mạng nữa các bạn. Rồi, tiếp theo là đi cáp treo lên đỉnh nha các bạn. Rồi, cáp treo đi khoảng 15-20 phút thì tới đỉnh nha các bạn. Sương mù rất là nhiều luôn. Và nhiệt độ hiện tại là đang là âm 1 độ nha các bạn. Âm 1 độ C. Sương mù, mịt mù luôn, không nhìn thấy luôn. Đây, mình sẽ quay cảnh đi lên luôn nha các bạn. Sương bay, bắt với luôn. Không biết thiệt. Ok fine. Ở đây mấy bạn mặc bóng mưa anh ơi. Ở đây tao bảo mưa hả? Bút vô. Nhấn nút. Phải có dù che cái máy quay lại đó. Mát quá không thấy ăn đâu luôn kìa. Ăn đâu rồi. Rồi tụi mình tiếp tục mua vé tàu điện đi lên đỉnh nha bạn. Ai muốn đi bộ thì đi đường bên kia 600 bậc thang, còn đi xe này thì 100k một người nữa nha. Lạnh quá đi không nổi nên tụi mình đi tiếp tục đi xe điện nha bạn. Rồi sau khi đi xe điện xong thì lại tiếp tục leo mấy cái bậc thang bộ như vậy nha các bạn. Nghe nói là leo chừng vài chục mét là tới.
Lạnh quá. Trải nghiệm duy nhất là lạnh thôi. Không thấy cảnh gì hết các bạn ơi. Xung quanh là toàn là sương mù, không nhìn thấy dưới núi có gì hết á. Những người mà đeo kiếng mà đi ở đây là sẽ bị bám một kiếng không thấy đường đi luôn. Rồi tụi mình đã đến tới đỉnh các bạn. Ở trên đây có một cái cây hông bằng mấy cái trái ớt chuông. Phía bên đây thì có một cái đỉnh Phan Xipang gì nè. Lạnh quá trời quá đó. Đây, Phan Xipang 3.143m nha bạn. Tới đỉnh rồi. Ở trên đây là sương mù mà nó bay như là mưa phùn vậy. Lạnh khủng khiếp các bạn ơi. Người ta chụp hình rất là đông luôn. Ở phía bên đây là gió nó thổi nó luồn lên bao lạnh luôn nha các bạn. Đây, gió nó từ bên kia nó thổi lên chỗ này là chỗ lạnh khủng khiếp luôn. Đây lông mày của Hoàng An nó bị đóng băng luôn các bạn. Bạn thấy mấy sợi trắng trắng không? Hương cũng vậy luôn. Rồi bây giờ mấy đứa tụi mình đi 600 bậc thang xuống núi nha các bạn. Xuống cái ga cáp treo nha. Lúc bạn đi lên thì đi bằng tàu hỏa tàu điện. Đi giờ xuống thì tụi mình trải nghiệm đi 600 bậc thang thử như thế nào. Mình thấy thì đi xuống 600 bậc thang thì nó cũng đơn giản lắm các bạn. Nhưng mà nó hơi trơn chút nha. Nên mang dài leo núi nha các bạn. Đây xung quanh là chỉ sương mù hay không thấy cảnh gì hết. Cái này có đi vào trời nắng là mới thấy cảnh được. Còn đi vào cái thời tiết này là chỉ thấy sương mù thôi. Rồi sau khoảng 15 phút leo mấy cái 6 tầng bậc thang thì tụi mình tới được ga nha bạn. Ở đây có rất là nhiều mấy chùa luôn, ở trên đó còn nhiều hơn nữa. Hello. Trời ơi. Hello. Rất là vui, rất là tuyệt vời. Nói chung là đi xuống là tốn khoảng 15-20 phút, còn đi lên mình nghĩ là chắc khoảng nửa tiếng các bạn. Tụi mình đi tới cái cổng Anh Văn Đắc Lộ gì các bạn thì lụm được cái gì đó vàng vàng nè. Không biết phải vàng không nữa. Để quay thử cho các bạn xem nha. Không biết có phải là vàng hay không nhưng mà mình thấy nó vàng khè luôn các bạn. Chút đem về kiểm định thử coi, nghĩ chắc là vàng giả. Đi chùa lụm được vàng hài rồi. Rồi mình tới quầy lưu niệm thì thấy đây có bán dép đồ ao nữa nè. Đủ màu luôn, tím, xanh, đỏ luôn. Đây quá đã. Còn có cái khóa chống trộm nữa nè. Lấy một cái kiểu cái bếp liền. Đỏ nè. Ủa màu tím mà sao mấy quay anh hay quay thành màu xanh ta. Rồi màu xanh dưa, lá cây. Dép nhỏ nữa nè. Rồi đủ các loại dài. Rồi tụi mình về khách sạn các bạn. Nói chung là trên đỉnh Phan Xipang đó thì nó chỉ có sương mù và mưa phùn phùn với lạnh thôi các bạn. Không nhìn thấy cảnh gì được hết nha. Tại vì mùa này là sương mù nhiều quá, không thấy cảnh gì hết. Trải nghiệm của mình chỉ duy nhất là lạnh thôi các bạn. Nên bây giờ tụi mình về phòng. Mỗi người một cái túi ngủ nha các bạn. Này là túi ngủ cho phải mền nha. Đây, Hường nguyên cái túi ngủ màu vàng luôn. Trong cái túi ngủ vô thì nó mới giữ nhiệt mới giữ nha các bạn. Khách sạn này thì dĩ nhiên là có mền luôn nhưng mà tụi mình biết đi lạnh đó bạn nên trang bị túi ngủ. Bây giờ cái đám tụi mình sẽ ấm túi ngủ. Rồi tới tối mấy đứa tụi mình ăn lẩu cá hồi nha bạn. Ở đây đặc sản là lẩu cá hồi, thịt ngựa, heo bản với lại gà bản nha. Tụi mình ăn thử lẩu cá hồi, gà bản với lại thịt ngựa. Đây lẩu cá hồi thì mình sẽ được một dĩa, một cái mẹt cá hồi như vậy đó bạn. Cá hồi, rau rác, đồ nấm đồ. Rồi nhúc vô, thử luôn ăn. Chơi em. Bỏ bao miếng vô. Đó, mình để vô, nó chín thì mình cứ gấp ra mình ăn thôi các bạn. Uống cà cao nóng nha. Ở đây lạnh thổi ra khói luôn các bạn. Uống cà cao nóng không cần hỏi luôn, hút vô cái rọt luôn liền luôn nè. Hút cái là xì khói. Ở Sa Pa làm cái nồi lẩu rồi rất là ok luôn các bạn. Khói nghi ngút luôn. Rất là ngon luôn, món gì cho hơn.
Đây là món gì anh? Đây là ngựa. Ngựa. Ờ, có gì không? Thử miếng thịt ngựa luôn nha bạn. Thơm, dai dai, béo béo. Rồi tiếp theo là món gà nướng nè. Gà với gà nướng với bạc này nè. Wow. Nguyên cánh gà nè. Rồi đùi gà nè. Tiêu đồ các kiểu. Mặn mặn ngọt ngọt. Mà lại giòn giòn. Và đặc biệt là rất là nóng luôn. Rất là ok. Rồi ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ dừng ăn vô review chợ đêm nha. Anh làm ở nhà ngủ rồi, đi máy bay các kiểu nguyên nhà nhức đầu á. Anh nhức đầu quá. Bắt đầu là anh chơi luôn. Bóng bóng bóng. Em phóng mạnh lắm á. Hay lắm. Một trái này. Một trái nè. Hai luôn. Đấy là phong độ à. Chị đùa. Rồi. Ba trái. Tôi trúng mà mình không làm gì luôn anh. Ba trái à. Wow. Trúng ba trái thì một trái phá. Siêu đẹp. Đây có cái trà lam ngon nhất Việt Nam này, em có lời mời anh nghe. Trà lam ngon nhất Việt Nam luôn. Đây trà lam ngon nhất Việt Nam nhá. Đấy. Nếu mà là số 2 thì không ai là số 1, rất là ngon. Giới thiệu với mọi người đây là cái trà lam truyền thống của người Việt Nam. Wow. Thành phần của nó là gồm có mật mía này, bột gạo xén cù này, vừng đen và lạc, rất là ngon. Đấy. Ngoài ra của bọn em còn có cái loại cái dai, lạc. Mời anh ăn ngọt ngọt một xíu à? Đây, ăn được. Anh có lời mời hai em, đây có cái bánh chè mới rồi vậy hả? Thử. Đây bánh hoa mạch giòn, ngon. Đây đây đây. Sao vậy? Giống cái bánh gì quên rồi. Quên mất tiêu rồi, cái bánh ở nhà mình cũng có dài dài, ăn cũng dài dài giống vậy. Đây, ở trong miền Nam là không có cái loại này đâu. Loại này là cái loại truyền thống của người miền Bắc, rất là hay ăn. Dạ. Cái này là gì chú? Cái này là bánh hoa mạch. Thành phần của nó là nước cốt dừa và bột tam giác mạch, loại giòn. Giòn. Rất là ngon. Ngon không? Cái này phải uống nước trà là đỉnh cao luôn. Đấy, đây có nước trà là ai cậu có yêu cầu ăn gì bánh nước trà thì miễn phí. Nó giòn, giòn gấm luôn. Đấy, cậu phải kim từ đấy là mỏi tay lắm rồi đấy, tớ mời một miếng nào. Đấy, ăn thử đi. Đấy, ăn thử, ăn thử, ăn thử. Ok. Rồi đến cậu, ăn thử đi. Thử cho biết. Anh có lời mời hai em này, đây có cái bánh trà lam ngon nhất Việt Nam này em ơi. Ăn thấy quen quen lắm. Ăn thử phát biểu. Khá là luôn. Thì không biết diễn tả sao nữa. Hồi nhỏ. Vừa ấm vừa ngon đúng không? Nó có vị gừng này. Vị gừng của nó làm vị gừng này, vị đường này. Nó làm cho mình cảm giác nó ấm người, ấm cơ thể lên ở giữa cái Sapa rất là lạnh như này. Đấy, thành phần của nó là gồm có mật mía tươi này, bột gạo xén cù này, vừng đen và đậu phộng. Nên là đảm bảo kể cả nhiệt độ 0 độ C ở Sapa này, bánh rất là tươi và dẻo này, rất là ngon. Mấy em mỗi cái hàng em. À, bọn em cái này bọn em lấy bao nhiêu? Cái này là bọn anh bán theo cân. Có nghĩa là em lấy ví dụ anh lấy anh em 1 cân thì anh cắt ra cho 2 cân. Cô Hương với cô An nó có mua được cái món chè lam ngon nhất Việt Nam nha các bạn. Nên mình ăn review thử luôn. Đó. Đây ăn thử miếng thôi nha. Rồi. Đây chúng ta sẽ được một cục có bột mì trắng trắng như vậy. Cho nó không có dính nữa mà. Đây, cục đen đen như vậy các bạn. Cục trắng trắng. Cắn một cái thì nó thấy có đậu phộng bên trong đó nha. Rất là dẻo. Rất là dẻo à. Ăn như ăn bánh ít vậy. Ngọt. Dẻo với bánh ít. Nghe có một tí mùi gừng nữa.
không biết mình chưa ăn chè lam bao giờ, đây là lần đầu tiên mình ăn thì mình nghĩ là hương vị này chắc là ngon nhất Việt Nam các bạn, tại vì mình chưa ăn cái ngon nhất hoặc là cái dở nhất bao giờ. Lần đầu tiên ăn chè lam luôn, cảm giác là nó ngọt dẻo, nghe mùi gừng rồi mùi bùi của đậu phộng, khá là giống bánh ít các bạn. Ok, ngon nhất Việt Nam. The next day. Rồi buổi sáng tụi mình đến bản Cát Cát nha bạn. Mà ở đây giờ nó sương mù dày đặc luôn. Ở đây mình thấy có chụp ảnh với lạc đà các bạn. Lạnh như vậy mà có lạc đà luôn nè. Đốt lửa cho nó ấm nè. Nàng cãi kìa. Rồi gà em chụp. Thôi, được rồi, nó đá cái chết. Mình có bán đồ mà nhỏ nhỏ đó không anh? Phải mua. Mua bộ. Chắc 500 trăm. 500 trăm. Và con em nó khoảng 1 tuổi rồi mặc được á. 1 tuổi. Đó. Thì bộ này nhỏ nhất rồi. Gì cái bộ lớn mà mặc hả? Bộ này lớn nhất. Bộ này lớn. Để lấy bộ đó. Đúng rồi chú ạ. À? Anh có anh xem bài này. Quá trời luôn. Chắc cỡ luôn rồi. Nếu anh mua mua lên cổng. Kìa. Thôi nhảy luôn. Ở cắt dạ. Giỡn hả? Ừ. Rồi ok, người ta tay biết không? À, bản Cát Cát hiện tại là bây giờ là sương mù dày đặc luôn bạn ơi. Ban ngày, ban đêm gì cũng sương mù hết. Nên mình chỉ mua bộ đồ về cho gái mình thôi. Sau đó đi về. Ok, dạ. Yeah. Rồi tụi mình đã về đến Sài Gòn các bạn. Đây là lần đầu tiên tụi mình nhìn thấy ánh nắng sau 3 ngày. Ở ngoài Sa Pa ngoài là luôn luôn là lúc nào là trời cũng âm u và sương mù các bạn ơi. Tụi mình đi ngay cái mùa là sương mù rất là nhiều luôn nhưng mà lại không có tuyết các bạn. Mấy bài đăng ở trên Facebook được cái kiểu là tuyết là hiện tại là tụi mình ra tới ngày hôm nay là thứ bảy. Nói chung là tụi mình đi Sa Pa là tới bây giờ luôn ngày 9 thứ bảy luôn là vẫn là chưa thấy tuyết gì hết nha các bạn. Và đó là chỉ rất là lạnh thôi. Giờ về tới Sài Gòn là ánh nắng mặt trời luôn, gọi vô quá là đã luôn. Ok, nói chung là clip hôm nay là tụi mình thử đi Sapa để hâm hú tình hình các bạn, để coi có làm được cắm trại hay không. Kết quả là mình thấy nó cực kỳ lạnh luôn, cái này mà làm không sao với 6 sao là mấy thằng không sao chắc nó ốp xác hết luôn các bạn. Bạn thích video này của tụi mình thì để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra video mới nha. Tạm biệt các bạn.